Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với phần 2 bản tin FBNC Việt Nam. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa có công văn trình Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên mức thuế xuất khẩu hiện tại ở mức 0% thêm một thời gian nữa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ có hàm lượng vàng từ 95%. Trước đó, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo thông tư sửa đổi mức thuế xuất khẩu vàng là 2%. Theo các chuyên gia, thị trường vàng rất ảm đạm trong vòng 2 năm trở lại đây. Tình hình buôn bán rất chậm chạp trong khi giá vàng trong nước đắt hơn vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng một lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức trong nước muốn có nguyên liệu thì phải mua vàng trôi nổi trên thị trường do nhập khẩu bị siết lại. Việc vay vốn ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia nhận định một khi ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP thì ngành vàng bạc đá quý trong nước sẽ còn chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt hơn. Lợi thế duy nhất của chúng ta chỉ là tay nghề thợ thủ công mỹ nghệ và nguồn lao động rẻ. So sánh với các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, thuế xuất xuất khẩu đối với mặt hàng vàng nữ trang vẫn là bằng 0%, nên Hiệp hội Kinh doanh vàng cho rằng nếu nâng thuế này lên 2% thì các doanh nghiệp trong nước sẽ khó cạnh tranh nổi. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm 2014 sẽ diễn ra nhiều lễ hội du lịch và kích cầu mua sắm. Các chương trình này được thiết kế với đa dạng ý tưởng và hoạt động dành cho cả cư dân địa phương lẫn du khách trong nước và quốc tế. Để tham gia kích cầu tiêu dùng, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan có liên quan đang chuẩn bị cho hàng loạt lễ hội du lịch mùa cuối năm dành cho cả cư dân thành phố lẫn du khách trong và ngoài nước. Lễ hội cuối năm với nhiều hoạt động như liên hoan ẩm thực món ngon các nước, lễ đón đoàn khách quốc tế đầu năm 2015 hay chương trình du lịch mua sắm v.v. Trong đó, liên hoan ẩm thực diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 với sự tham gia của 60 nhà hàng khách sạn từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Còn trong khuôn khổ chương trình du lịch mua sắm 2014, có hội chợ xúc tiến tiêu dùng từ ngày 28 tháng 12 năm nay đến hết ngày 3 tháng Giêng năm 2015, với hàng trăm gian hàng da giày, may mặc, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ. Còn vào ngày đầu năm mới 2015, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có lễ hội âm nhạc chào đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến thành phố. Thưa quý vị, sau khi mua Metro Cash and Carry, một công ty con khác của tỷ phú Thái Lan, ông Charen, lại tiếp tục muốn mua cổ phiếu của bia Sài Gòn, Sapeco. Thương hiệu đã có cả trăm năm lịch sử và nắm gần 40% thị phần bia trên cả nước. Thông tin trên mới được phát đi hồi cuối tuần qua tờ Wall Street Journal của Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, Thái Beverage, một công ty con của tỷ phú Charen, hiện đang muốn mua lại cổ phần tại công ty bia Sài Gòn. Theo Thái Beverage, bia Sài Gòn được định giá khoảng 2 tỷ đô la. Phía đại diện Sapeco cho biết đã nhận được thông tin này, còn quyền quyết định thuộc về Bộ Công Thương, nơi đang quản lý phần vốn nhà nước tương đương 89% cổ phần tại Sapeco. Đại diện Sapeco cũng cho rằng, thương hiệu này lẽ ra phải có giá trị cao hơn nhiều so với mức định giá của Thái Beverage. Bia Sài Gòn đã từng được IPO từ năm 2008, tuy nhiên suốt từ đó đến nay, công ty này đã không thể niêm yết trên sàn chứng khoán vì mãi vẫn chưa chọn được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Hồi tháng 8 năm nay, công ty Belly Junker của tỷ phú Thái nói trên đã mua lại hệ thống siêu thị Metro Việt Nam với giá 655 triệu euro. Đã có không ít doanh nghiệp phải dở khóc dở cười khi hợp đồng xuất khẩu bị gãy chỉ vì vướng hoặc không khớp với một số quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại, gọi tắt là TBT, của thị trường xuất khẩu. Những quy định này nhiều khi không phải doanh nghiệp không đáp ứng được mà đơn giản chỉ vì chưa nắm rõ. Phóng sự ngay sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một trong những cuộc thi tìm hiểu về hàng rào kỹ thuật thương mại TBT. Sự kiện này do Tổng cục Đo lường Chất lượng và SmartDeck 2 cùng tổ chức. Đây không chỉ đơn thuần là một sân chơi, mà thông qua đó các cơ quan thuộc Bộ Khoa học Công nghệ còn muốn gửi gắm nhiều thông tin, cũng như là các quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại TBT đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang xuất khẩu. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp được thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO và đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức của các hiệp định thương mại tự do khác đã sắp có hiệu lực hoặc là đang trên những bàn đàm phán cuối cùng. Đây là những hình ảnh mà các đội thi thảo luận và chuẩn bị cho cuộc thi tìm hiểu về hàng rào kỹ thuật thương mại TBT. Có 3 đội thi đến từ 3 doanh nghiệp và 1 đội thi đến từ trường Đại học Hoa Sen. Bà Lê Bích Ngọc là phó giám đốc văn phòng TBT Việt Nam. Bà cũng là thành viên trong ban giám khảo cuộc thi về hàng rào kỹ thuật thương mại vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. TBT bây giờ để giải thích theo đúng một cái từ chuẩn của quốc tế thì nó vẫn chỉ là một hàng rào kỹ thuật. Cái hàng rào kỹ thuật này nó có thể được hiểu là vì những cái mục tiêu hợp pháp mà một quốc gia người ta có quyền xây dựng. Họ đưa ra những cái yếu tố liên quan đến kỹ thuật để bảo vệ những cái mục tiêu hợp pháp của
của nước họ. Những cái mục tiêu hợp pháp đấy thì nó sẽ liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người hoặc là bảo vệ người tiêu dùng. Ông Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch công ty Digital Seed, hạt giống số, chuyên thiết kế sản xuất và xuất khẩu các phần mềm và bo mạch điện tử sang Mỹ và một số thị trường như Nhật và châu Âu. Ông Thuần cho biết, trước đó trong tháng 10 năm 2011, công ty đã mất một hợp đồng xuất khẩu phần mềm sang Mỹ. Kế đó, từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 10 năm 2014, công ty bị mất một hợp đồng khác về bo mạch điện tử cũng tại thị trường Mỹ vì vướng một số quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại TBT được áp dụng tại Mỹ. Tổng thiệt hại các hợp đồng hơn nửa triệu đô la và mất gần 1 triệu đô chi phí cơ hội nếu các hợp đồng xuất khẩu này thành công. Bản chất của vấn đề đó là cái bo của mình, người ta thường yêu cầu mình là mình phải đáp ứng được cái chuẩn bo mình bao nhiêu lớp. Thứ hai là cái mũi khoan của mình như thế nào, đáp ứng được chuẩn quốc tế không. Thứ ba là cái độ chống nhiễu, phủ xanh hoặc là chống nhiễu mà gọi là chống nhiễu ASI, chống nhiễu cảm ứng điện từ vân vân. Thì những cái chỉ tiêu thông số chống nhiễu đó phải đáp ứng được nhu cầu của đất nước mà mình định xuất qua, ví dụ Mỹ hay là châu Âu hay Nhật Bản. Ngoài ra thì chúng ta đóng gói nữa, package the box phải được theo cái chuẩn của nước nào nữa. Cũng từ đó mà công ty của ông Thuần đặc biệt chú trọng hơn về TBT, cũng như nhiều vấn đề khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật, mở ra nhiều cơ hội khác và tránh lặp lại vết xe đổ. Sau thoát một số hợp đồng, thì chúng tôi đã có nhà đầu tư ở Silicon Valley. Vì vậy mà họ đã có nhiều kinh nghiệm, không những họ join vào công ty tôi để shareholder, mà họ còn giúp chúng tôi được học được rất nhiều kiến thức. Những cái rào cản mà vốn dĩ nó đã là rủi ro trước đó, bây giờ nó đã trở thành rất là thuận lợi. Một trường hợp khác tại công ty của anh Nguyễn Anh Vũ. Anh Vũ hiện đang điều hành công ty chuyên cung cấp dịch vụ chống ăn mòn Long Trường Vũ, đối tác khá đa dạng từ doanh nghiệp nội địa đến các nhà hàng khách sạn 5 sao của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong cái thời đại mà hiện nay á, là một chuỗi cung ứng, nếu như một doanh nghiệp xuất khẩu mà họ xuất khẩu đi nước ngoài mà thuộc trong hiệp định về TPP thì họ phải đáp ứng được những tiêu chuẩn gì? Thì khi mà họ phải đáp ứng những tiêu chuẩn đó thì ngược lại họ cũng phải buộc yêu cầu những cái chuỗi cung cấp của họ, là những nhà cung cấp của họ đều phải đạt được những cái tiêu chuẩn như vậy thì họ mới có thể đáp ứng được. Như vậy thì đối với tôi là hiện nay, tại thời điểm hiện nay, công ty của chúng tôi chỉ là công ty cung cấp cho những cái đơn vị mà đi xuất khẩu thôi, thì buộc tôi phải đáp ứng được những yêu cầu của họ. Công ty Long Trường Vũ đã bắt đầu quan tâm đến các quy định về TBT trong 2 năm trở lại đây. Đây cũng là đơn vị đoạt giải nhất trong cuộc thi tìm hiểu về TBT vừa diễn ra mới đây. Nó rất là ảnh hưởng đến cái chuyện mà kinh doanh của một doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nào mà có cái nhu cầu mà xuất khẩu rồi nhập khẩu hàng hóa, vấn đề thông thương thì buộc lòng phải tìm hiểu những cái thông tin này. Có lẽ liên quan đến cái mảng TBT thì doanh nghiệp nhận thức về TBT chưa được tập trung. Nó thể hiện qua một cái thực tế đó là khi mà văn phòng TBT Việt Nam có những cái tin cảnh báo liên quan những cái biện pháp kỹ thuật hay còn được hiểu là những hàng rào kỹ thuật thì doanh nghiệp mà khá thờ ơ đối với những cái tin cảnh báo này. Vì vậy là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là đôi khi hàng của doanh nghiệp xuất sang một thị trường nào đó họ gặp những cái gọi là những cái trả hàng. Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Smedec 2 cho biết cùng với nhiều hình thức phổ biến khác, việc phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật thương mại TBT thông qua những cuộc thi như thế này là khá thiết thực và điều này giúp thông tin được tiếp thu dễ dàng hơn. TBT thì nó là giống như là một cái rào cản về mặt kỹ thuật do các quốc gia họ đưa ra, thì chúng ta phải nắm được, hiểu được thì chúng ta mới có thể bước qua được. Cũng theo bà Ngọc, hiện nay các cơ quan thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, các sở khoa học công nghệ đều có văn phòng hỗ trợ và khuyến cáo doanh nghiệp chủ động tìm hiểu về các hàng rào kỹ thuật thương mại TBT nhằm tạo thuận lợi cho việc kinh doanh xuất khẩu trong bối cảnh Việt Nam hội nhập nhiều hiệp định thương mại tự do khác. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị đến với những câu chuyện nổi bật ở phần cuối bản tin FBNC Việt Nam kỳ này. Thái Lan vượt Trung Quốc trở thành nhà cung cấp rau quả số 1 tại Việt Nam. Vì sao không nhà đầu tư ngoại nào tham gia vụ IPO Vietnam Airlines?